VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Mixer không còn là thiết bị xa lạ đối với những người chơi âm thanh chuyên nghiệp. Và mixer có thể ví như một trái tim của dàn âm thanh, bởi vì nó là một trong những chất xúc tác tạo nên những giai điệu tuyệt vời. Chính vì thế mà việc sử dụng thiết bị này đang ngày càng trở nên phổ biến. Và ngày hôm nay VIA mang đến cho quý vị một bộ mixer cao cấp mới của hãng BF Audio. Đấy chính là mixer BF Audio K6000 Pro. Mixer BF Audio K6000 Pro được thiết kế khá nhỏ gọn và tinh tế, cụ thể là 525mm chiều dài, 295mm chiều rộng và 110mm chiều cao. Rất dễ dàng lắp đặt, bố trí trong gia đình như một vật dụng nội thất. Mặt trước được làm bằng kim loại sáng bóng, gồm các nút canh chỉnh nhạc bằng tay, gồm nút Effects, Mix, Music, được thiết kế to tròn nổi bật, giúp bạn canh chỉnh một cách dễ dàng hơn. Cổng USB kết nối dây với laptop cho phép bạn canh chỉnh âm thanh với phần mềm chuyên sâu. Tem chống hàng giả được dán phía trên thân máy với thương hiệu từ nhà sản xuất, mà sau là cổng kết nối bằng jack kết nối Canon chuyên nghiệp dành cho loa và sub karaoke, cổng audio in và audio out. Về tính năng nổi bật, BF Audio K6000 Pro là dòng mixer cao cấp của hãng BF Audio nổi tiếng, sử dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản với nhiều tính năng được cải tiến mạnh mẽ mà cho đến thời điểm hiện tại thì nhiều khách hàng tại VIDA vẫn trầm trồ khen ngợi. Mixer BF Audio K6000 Pro tích hợp nhiều hiệu ứng, echo, reverb, delay. Điểm đặc biệt là chế độ chống hú và lọc âm cực kỳ chuyên nghiệp, loại bỏ hoàn toàn vấn đề hú rè mà nhiều thiết bị khác đang gặp phải. Máy được trang bị với một trình đơn đầy đủ tính năng hoặc thông qua giao diện cài đặt máy tính. Điểm nổi bật của BF Audio K6000 Pro còn nằm ở tính năng đặt mật khẩu máy và cài đặt sẵn cấu hình setup của nhà sản xuất, nhằm loại bỏ công đoạn canh chỉnh phức tạp, thuận lợi cho người dùng. Qua những trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là mixer BF Audio K6000 Pro thật sự là thiết bị làm nên âm thanh chuyên nghiệp cho dàn karaoke của gia đình bạn. Và còn chần chừ gì nữa, hãy đến ngay VIDA của chúng tôi, bởi vì tại đây chúng tôi đang bán với giá khuyến mãi chỉ 9 triệu đồng. Và đừng quên rằng là ở VIDA chúng tôi, các chuyên viên luôn tận tâm và hỗ trợ quý vị hết mình. Đừng quên like, subscribe cho kênh YouTube của VIDA nhé. Xin chào. Ghé ngay hệ thống showroom VIDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1-207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2-105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3-178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4-320 Tân Xuân Nhì, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.